Xin mời vị tiếp theo. Chào viện chủ, chào tất cả quan khách. Tôi tên Phạm Văn Thoảng. Lúc trước đợt 1 tôi có hỏi một câu là khu vực Thiền Tông. Thì trong cái đó về có suy nghĩ và tìm hiểu thì cũng có một số thắc mắc thêm. Hôm nay xin hỏi viện chủ một số câu. Thì khu vực Thiền Tông là ở Long Thành. Thì lúc trước tôi có ghé và tôi cũng có tham khảo một số vấn đề. Thì thầy ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có dạy Thiền Tông là biết vọng không theo. Thì có đúng không ạ? Xin viện chủ trả lời câu này trước ạ. Cái vọng tưởng là do tánh con người nó phát ra. Trong con người đó là thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạng nghi ác kiến. Nó tập hợp nó mới phát ra cái vọng tưởng này nè, cái tưởng này. Cái tưởng này nó dẫn người ta đi mà tu cái gì? Mà không theo cái gì? Anh ở trong thế giới vật lý này nó tưởng thì anh cũng phải theo nó, nhưng mà anh không làm. Ví dụ anh tưởng anh nhớ cái Sài Gòn thì anh cũng tới đó đi, nhưng mà anh đừng đi là anh phải tới. Cái vọng tưởng là cái quy luật của cái con người, của vật lý này. Trái đất này nó quay để nó tạo nhân quả mà. Nó nhân quả nó ra thì anh phải xài không xài thôi. Nhưng mà làm sao giải thoát được đây? Nguyên tắc Thiền Tông là muốn cho anh làm bằng cách nào anh giải thoát. Ngồi đó ngờ dẹp vọng tưởng, dẹp cái gì? Không hiểu Thiền Tông rồi mới làm phải cắt cái chùa, cái thiền viện ra cho lớn rồi nói tầm bậy tầm bạ không đó. Thì anh hỏi vậy được. Thì bây giờ tôi nói thật, bây giờ tại sao mà cái chùa Tân Diệu dám nói là cái này? Bây giờ cái thời kỳ này phải là gọi là chúng quá là toàn bộ. Không có để một cái ông thầy mà mang cái danh Đức Phật mà đưa vào đạo Phật những cái lời dạy không đúng. Thì Đức Phật nói nếu không đúng là phá hoại đạo Phật của Như Lai đó. Thành ra vô Thiền Tông Tân Diệu phải nói cái này cho rõ. Anh có thông chưa? Còn nếu không thông cứ hỏi. Để về nghiên cứu tiếp ạ. Thầy đó cũng có dạy là giáo ngoại biệt truyền, là nói đông phải hiểu tây. Tôi nghe sao lạ quá, thì viện chủ giải đáp giùm. Giáo ngoại là lời dạy biệt truyền, truyền đặc biệt, chứ không phải nói đông hiểu tây. Đặc biệt là cái gì? Cái dòng Thiền Tông này có ai biết đâu? Ông Phật truyền cho ông Ma Ca Diếp, chỉ có mấy người đó biết thôi. Rồi qua thì sao đâu có biết. Ông đó là mà từ cái lúc ông tổ thứ nhất đến cái tổ thứ ba, mấy ông tổ kia đâu có biết. Cái người cha mẹ cái người kia còn không biết nữa, thì mấy người làm sao tu trong chùa biết, hay là tu ở trong cái thiền viện biết được. Thành ra mà biết truyền là biết này, đặc biệt truyền riêng, chứ không phải nói đông hiểu tây. Nói đông hiểu tây là cái chuyện đó là bịa ra. Nó chứ bởi vì cắt ra chùa cho lớn, thiền viện cho lớn, rồi nói tầm bậy. Thành phải nó phải nói chuyện vậy để thu người ta. Mà cái người đến á, nếu mà nói cái này mà ai mà ở trong Thiền Tông được giải đáp câu này lại hỏi, bẻ người ta thì đương nhiên người ta bắt cỡ liền. Biết truyền là đặc biệt truyền riêng, để cho những người này nối tiếp truyền đi, gọi là biệt truyền, chứ không phải nói đông hiểu tây. Rồi con hỏi tiếp. Thì trong lúc nghiên cứu thì tôi cũng được biết là thầy dạy là kiến tánh. Hồi nãy giờ cũng thầy viện chủ cũng giải thích nhiều, nhưng mà thầy ở Đồng Nai dạy là kiến tánh là nhận định. Kiến tánh là nhận định là như thế nào à? Chứ nhận định là không có ý nghĩa vậy rồi đó. Kiến là thấy, tánh là tánh của mình. Mà tánh mình là tánh gì? Là tánh Phật của mình đó. Thành ra bây giờ này, thành ra trong kinh Pháp Hoa là nhập tri kiến á. Mình làm sao mình bỏ được cái vô minh mà nhập được cái trong tri kiến của mình á, thì mới là đúng. Chứ nhận định cái gì? Kiến tánh là thấy tánh. Mà thấy tánh nào đây? Thấy tánh thật của mình. Đây có nhiều người á đã thấy chứ không phải không. Nhưng mà cái này không có phô trương ra đây. Có nghĩa là thấy, cảm nhận, thấy nó rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà không nói được. Bởi vì trong cái đoạn này Đức Phật có nói vậy: anh uống nước nóng lạnh tự anh biết. Chứ nói tôi lạnh quá, tôi nóng quá rồi anh có diễn tả thì sao được. Thì chỉ có nói vậy thôi. Thành ra, nhưng mà cái câu chuyện này Đức Phật có nói là trong 49 năm ta không nói về cái chỗ này nha. Ta không nói một chữ về chỗ này.
rồi người ta dịch tưởng là ta không có nói kinh, chứ sự ta cũng nói kinh, nhưng mà cái nói về cái chân thật này Đức Phật không không có nói. Anh kiến tánh là không được cái gì của anh biết, Như Lai chỉ cho anh con đường vậy thôi. À, thành ra nói là kiến tánh là nhận định nói tầm bậy. Bây giờ bởi tôi nói khổ vậy đó, cắt chùa ra thì phải biết, còn không biết thì đừng có đi dạy. Thế người ta tới ta cúng làm gì làm, cái này Đức Phật cho dạy nha. Anh cắt chùa để người ta tới ta cúng được, anh muốn mở chùa càng lớn càng tốt, Đức Phật khen cái này. Nhưng mà có một điều, anh đừng có dạy người ta. Ta mê tín ta lại ta cúng ta dạy lại Như Lai cho gì kể chuyện của ta là gì sao? Là gì? Đức Phật nói đó là những cái chùa này về sau thì cái thiền tông nó mới nương vào những cái chùa này nó phát ra. Thành ra trong kinh Đức Phật có nói sao là qua sông bỏ bè là cái chỗ này đó. Không có cái bè làm sao qua sông, bỏ sông phải bỏ đi. Còn cái chùa này là nhờ có cái chùa này thì cái thiền tông nó phát ra được. Chứ không có chùa giờ nói gì giờ, cái đây mà không có cái chùa này nói thiền tông ai nghe. Rồi mình nói rồi nhà nước đâu có cho phép đâu. Cho phép anh có cái chùa, anh có pháp môn, nói xin phép nhà nước cho. Thì đây nè mình nói cái cách thoải mái, tôi nói trong Phật pháp. Thì nói đúng ra tu thì Đức Phật khuyến khích tu chứ không phải không. Nhưng mà mình biết thì nói, không biết thì thôi. Thì người ta cúng mình ăn rồi đi tạo nhân quả với người ta thôi. Rồi sau cùng cũng về Phật giới. Ông Phật cũng ở trong này gần 8 tỷ năm, sau cùng cũng về. Mà khi mà quyền ký công bố ra rồi rất nhiều người mới biết đường về. Còn quyền ký chưa công bố ra ngồi đó mò, tưởng tượng nói đủ chuyện hết. Rồi em hỏi tiếp đi. Còn một câu hỏi mà bấy lâu nay tôi cũng thắc mắc là thầy, nhưng mà thầy cũng có dạy là nghiệp là thói quen của mỗi con người, vậy thì có đúng hay sai? Nghiệp là thói quen con người, nói tầm vậy. Nghiệp là cái nghề nghiệp chứ thói quen gì. Cái nghề nghiệp mình gọi là thói quen, còn cái nghiệp của mình á là cái suy nghĩ, cái hành động của mình, tổng thể nó gộp lại, nó chứa trong cái tàng thức của mình á, đó mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp phải có chỗ chứa chứ mày không. Còn cái thói quen là ngày nào tay chân mình cũng múa làm y như vậy là gọi là nghề nghiệp, chứ không phải là nghiệp, là thói quen. Nói sai, bởi vì khi mà không hiểu kiến tánh rồi đó thì nói tầm bậy tầm bạ đủ chuyện hết. Cái chuyện đơn giản là cái nghề nghiệp mà đem ra thành cái nghiệp cũng được. Nghề nghiệp là việc làm hằng ngày của mình gọi là nghề nghiệp. Còn cái nghiệp của mình mang cái suy nghĩ và hành động của mình, đó là mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp lành, nghiệp dữ là do cái suy nghĩ và hành động của mình mới đúng là nghiệp. Rồi con còn hỏi gì cứ hỏi tiếp. Dạ, như vậy là một số thắc mắc mà tôi đã nghiên cứu và tôi tìm hiểu thì nơi đó dạy như vậy. Thì giờ viện chủ giảng như vậy thì tạm thời như vậy. Tôi sẽ nghiên cứu tiếp. Nhưng nếu mà như vậy thì ở đây á, viện chủ á, ở đó dạy vậy để mà nói giải thoát và tu dạy giải thoát, thì viện chủ nói vậy thì ở đây tu theo pháp môn nào, tu theo pháp môn thiền tông cốt để thành Phật, vậy viện chủ ở đây có dạy giải thoát hay không? Tại vì tôi là một người rất là mong muốn và tìm hiểu rất là nhiều, cho nên số thắc mắc như vậy thì viện chủ trả lời như vậy thì ở đây viện chủ có dạy giải thoát không ạ? Đây là cái cương lĩnh của chùa Thiền Tông Tân Diệu mà. Tu để tốt để thành Phật, ta nói rõ ràng. Ở ngoài cổng nè, chuyên dạy giải thoát. Ta nói là cái cương lĩnh chùa Thiền Tông Tân Diệu. Có nghĩa là ở chùa này làm cái gì? Có kêu bằng có văn tự đàng hoàng. Chứ không phải là treo đầu dê bán thịt chó đâu. Đừng có lo cái chuyện đó. Đây ta nói rõ ràng, tu Thiền Tông cốt để thành Phật. Nếu mà không có công thức thành Phật, làm sao dám treo cái bảng này lên? Nó đập cái chùa liền, đốt cái chùa liền đó. Bây giờ tôi để cái này, ai hỏi thì tôi chỉ cho. Nếu mà không, đây là cái cương lĩnh của cái chùa à. Chứ được. Thì mới hỏi này thì đọc đỡ đó đi, lấy máy chụp hình về hỏi cho người ta biết, chùa này dạ, tu để thành Phật á. Nếu muốn thành Phật sao, không biết, lại đây hỏi, tôi chỉ cho. Rồi con có gì còn gì con hỏi tiếp. Nếu trường hợp vậy thì tôi về nghiên cứu và tôi sẽ cố gắng tiếp thu cũng như là học hỏi. Nếu có gì thắc mắc tôi sẽ hỏi thêm. Đến đây cảm ơn viện chủ rất là nhiều. Cảm ơn ạ.